Rồi bây giờ mình đi về nha các bạn. Chỗ này chỗ check out nè. Hình như mình nghĩ ai muốn mua bí ngô thì chắc mình mua ở đây quá. Các bé này mua bí ngô đem về nè. Đây là cái này là hạt bí ngô phải không? Mấy thưa mấy cái đồ ăn ta làm từ bí ngô. Mấy đồ ăn làm từ bí ngô. Cái xoài. Xoài hả? Xoài. Cái này người ta làm từ bí ngô. Này chuối. Này chuối. Nè. Ô, cái trái bí ngô. Ủa cái này cái trái bí ngô thiệt luôn hả anh Tính? Thôi bự không em?